Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với YouTube của Quốc Cường TV. Ha. Nhà anh ở quận mấy anh? Gò Vấp. Gò Vấp, thế là cũng gần, không xa ha. Cái dạng này hôm nay anh thích cái dạng như thế nào? Anh nói sơ sơ đi rồi em sẽ tư vấn. Sai bát cổ điển. Sai bát cổ điển hả? Vút ngược. Vút ngược cổ điển, đúng không? Em muốn là uốn nó hơi xoắn một xíu để em để cái kiểu sai bát vút ngược đến gần Tết nó rũ ra là vừa. À, nó rũ ra là em sẽ uống nó hơi gợn hơn cái này một tí xíu nha. À, hơi xoắn một xíu. Đúng rồi, hơi xoắn một tí xíu. Rồi ok, cái này dễ vô tư. Mọi người nhớ nha, khách hàng yêu cầu nó hơi gợn, gọi là mình xoắn thì mình không còn thắng. Nó hơi gợn nhiều hơn một tí xíu. Chứ xoắn thì phèo mẹ cái tóc rồi. Rồi ok, bắt đầu cuộc chơi nha. Sẽ cố gắng hết sức để cho nó phồng lên một tí. Lý do tại vì sao mình lại muốn nó phồng lên, tại vì gương mặt của anh này mình nhìn mặc dù quá lớp khẩu trang nhưng mình cảm giác gương mặt nó hơi ngắn. Tại vì gương mặt ngắn thì nó cộng với một điều là gương mặt ngắn thì nhìn nó sẽ to, tại vì ngắn cái này nó rút bề dài xuống thì nhìn bề ngang nó sẽ to. Còn mấy món quà cuối năm thì em sẽ tặng cho anh một cái này để lỡ anh đi đâu á, cái này chắc của công ty, không bao giờ anh mua ở ngoài có hết, em thề nhá. Cái này thì khi nào đi đâu thì anh chỉ cần, nếu mà cần việc sử dụng tới lược á, kiểu này thì chắc không cần lược đâu, nhưng mà một số kiểu nó cần tới lược hoặc cần tới pomade hoặc là, của anh vuốt cổ điển mà đúng không, cổ điển thì đôi lúc cần lược một tí là vuốt cái phần bên này thì dùng cái lược nha. Và đi đâu thì mình chỉ cần gấp nó lại, nó rất là nhỏ, còn cầm cái lược thì nó kỳ lắm. Này anh, nó chỉ bỏ một cái góc nhỏ giống sát bên túi thì nó chỉ như thế này thôi ha. Rồi tặng anh cái lược trước nhá. Cảm ơn anh nhé. Lược này em bảo đảm anh không bao giờ anh mua có hết, cửa này của công ty Comat, nó tặng cho 5 cây thôi. Hồi nãy anh tặng cho anh kia cây rồi, còn 3 cây, 2 cây anh nữa là còn 3 cây. Rồi anh đợi em tí nha, em lấy cái đồ này. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái mái tóc này. Dễ, những cái dạng tóc này rất là đơn giản. Đây là uốn cái kiểu tóc rất là bén ha. Và cái này là gọi là vừa để được sai bát vuốt rũ, vừa để được sai bát cổ điển, mà vừa xa các để sa bát bổ lú hay sa bát bất đối xứng gì nó vẫn được, nó chỉ khác nhau là cái cách sử dụng thôi nha. Mỗi dạng sa bát nó tương đối giống nhau. Những có hồi nãy một mình cũng cắt anh kia cũng một dạng sa bát, nhưng mà mình khuyến khích cái tóc đó là nên gọi là sao ta, nên cắt vừa thôi, không có để phồng quá, tại gương mặt anh ấy dài. Còn gương mặt cái anh này thì mình lại khuyến khích cái anh này là để cho nó dài một tí. Phần này mình sẽ không cắt quá sát, tại cắt quá sát thì những cái mặt nó sẽ bự và nó sẽ rất là thô ha. Và nhưng mà cái dạng này thì mình sẽ thường thường á, cái xu hướng cắt cao sát á, nó lỗi thời, nhưng mà cái này mình phải cắt đứng, không có đi khi không có đi khung thấp nha, đi khung đứng, tại khung thấp là cái mặt nó bè ra. Bây giờ mình phải đi khung đứng, lát mình sẽ kê lược lên thêm nữa. Ở quận mấy anh? À, hồi nãy mới hỏi quên đi, cứ đi qua bình thường. Hồi nãy với cái việc bên chiếc xe cái nó cứ gà rề mấy chỗ đó, nó xong luôn rồi. Hồi nãy anh có điện ai chưa trước cho mà anh qua đây hả? Em có nhắn tin cho anh á. À, nhắn tin nha. Qua Zalo á, anh đi thứ ba cứ qua giờ nào được. À, vậy hả? Nhiều quá không nhớ hết. Uống đẹp trai ta. Uống đẹp. Mới làm à. Hả? Đẹp mà. Thấy đẹp không? Thấy đẹp mà. Thôi, nhiều màu đó thấy đẹp rồi. Lên nữa nhiều khi không đẹp đâu. Kệ, có đồ ăn Tết, hai anh em mình gì chứ có đồ ăn Tết rồi. À, thợ tóc cũng phải cần đẹp mà đó. Em nó uống thấy cũng ưng ý, gần gần ít thôi, tại vì biết sao. À, em thì sẽ uống ít. Lý do sao không? Tại vì em uống miễn phí. Anh không có tốn tiền. Và đặc biệt cái thứ hai là em ở nhà em uống luôn, còn anh chạy phải chạy đi uống nữa. Mà
mỗi lần em thì giống như tối em có thể em làm được, còn anh là có thể là giờ này là đỡ nha, anh đi trễ hơn xíu là anh sắp hàng mua người lần, em nói thật đợi á nó lâu lắm nên mỗi đi làm cực thôi, cứ uống dư dư bà đi xài qua Tết luôn, cái giờ tới Tết chẳng lẽ đi uống nữa đúng không? Cái tiệm chỉ không ai biết mà kêu Alibaba là biết liền. Tự nhiên ở đó được bia ké nữa. Rồi, gọn vừa thôi nha. Rồi mình đi cái khung nó hơi đứng lên một tí xíu. Sáng này đem tông đơ qua bên đó bảo trì cho em. Em chưa mạnh rồi phải không? Đó, làm việc cái người thà lúc đầu làm vậy đi là giờ khỏi mất công mang tiếng rồi đúng không? Mà nhiều khi anh không nói là nó không làm đâu. Không cũng được không tới nổi. Cái thông mọi người biết sao không? Bạn ấy mua cái thông mà mình không có nói tiện nói cái chỗ ra, nhưng mà cái vấn đề khi mà anh em bán hàng á mà cái tông đơ nó bị lỗi á thì anh em phải hỗ trợ cho người ta, chứ còn mà bán hàng xong cái vấn đề mà cái hàng mà nó bị lỗi á, thật sự khi mà mình chỉ mua hàng mình chỉ biết đó là hàng chính hãng hay hàng nhái thôi, cái hàng đó là hàng chính hãng, một số cái dòng tông đơ mà cái cục sạc nó ghi chữ Made in China nhưng mà nó vẫn là hàng chính hãng của Mỹ nha, nó sản xuất ở Trung Quốc á, cứ trung bình là trên 51% của cái sản phẩm đó thì người ta sẽ gọi Made in ở chỗ đó nha. Và những cái lỗi xảy ra trong cái đồ nghề dường như nó không có gọi là người ta, nó không có ai mong muốn cả, kể cả người mua lẫn cái người bán họ cũng sẽ không có mong muốn, nhưng mà cái nhiệm vụ của người bán khi mà mình bán mình thấy bị tình trạng đó thì mình phải chăm sóc và bảo quản những người khách hàng đó, chứ mọi người mà đổ lỗi trách nhiệm mà thật sự chính mọi người giết mọi người thôi, cũng không ai giết hết á, chắc chắn khi mà mình có đã từng thấy rất là nhiều rồi, là mọi người bán hàng xong khi mà bán xong mình vừa rồi này mình vừa đi ra, cái anh khách có đợi một tí đó là mình đi ra mình mua một cái camera ở một cái chỗ đó, mình sẽ không có nói tên tại mình cũng là dẫn kinh doanh mà, mình mua lúc mà mua trả tiền rất là nhanh à, hỗ trợ nhanh gớm lắm, trả tiền xong rồi camera lỗi điện 3 ngày chưa thấy mặt đâu, tối hôm qua mình bực quá mình mới nói nếu mà hỗ trợ em thì hỗ trợ, còn không hỗ trợ thì em sẽ giục cái camera luôn. Chứ tại mấy triệu một bó đồ đó, một đồ mấy triệu không phải là nó quá lớn nhưng mà nó cũng không phải là cái món đồ vài trăm ngàn, thí dụ anh cứ tưởng tượng đi, anh bỏ vài trăm ngàn đi cắt tóc thôi, ví dụ cắt không ưng ý anh có khó chịu không? Khó chứ à, tốn tiền tốn thời gian tốn cái công sức mình ngồi tới đây nữa, thậm chí làm hư luôn cái đầu tóc của mình cũng khó chịu, huống như mình bỏ họ bỏ ra một cái món đồ vài triệu thì họ sẽ đắn đo suy nghĩ rất kỹ họ chọn rồi, nhưng mà khi bị như tình trạng đó mà không hỗ trợ rất là khó. Còn đối với cái khách hàng của ở cho em nha, nếu mà cái vấn đề làm tóc không ai mong muốn là tóc bị lỗi cả, nếu mà nhiều khi làm ở đây nó có lỗi là có thể là lỗi do thợ làm, cũng có thể là lỗi do cái cách sử dụng, nhưng mà ví dụ khách hàng họ chỉ cần tới QC thôi, không biết lỗi do bên ai nha, đối với QC không biết lỗi do bên ai hết, cứ tới tóc bị lỗi là kêu lên sửa trước cái đã, mà đặc biệt sửa không tính tiền nha, sửa là sẽ không bao giờ tính tiền. Còn cái chuyện mà hy vọng cái người khách đó lần sau họ quay lại thế là vui rồi, chứ mọi người đòi lấy tiền người ta nữa hoặc là như thế này như thế kia, nó thật sự cái chuyện từ bây giờ nói theo với mọi người nha, tiệm tóc ở Sài Gòn mà ngoài Hà Nội cũng vậy thôi, tiệm rất là nhiều, thậm chí chạy từ Gò Vấp qua đây có thể chạy ngang qua cả trăm cái tiệm tóc, có thậm chí hơn cả trăm cái tiệm tóc nữa. À, khách hàng họ rất là có nhiều cái lựa chọn để họ cắt, với là họ cũng đâu có ngu đâu, chẳng lẽ bây giờ khách hàng nó khôn lắm ơi, chứ không phải giống hồi xưa đâu, trước khi họ chọn gỗ cắt họ coi cũng bét nè cái Facebook cái YouTube cái TikTok rồi đúng không, họ phải coi họ phải cân nhắc chứ, tại vì cái đầu tóc Tết nhất không ai muốn thử ấy hết, không mình không phải nói mình cắt đẹp nhưng mình sẽ cố gắng tối đa bằng cái sức của mình thôi, chứ mình không thấy mình không gọi mình cắt đẹp tại bản thân mình xưa giờ mình thấy mình bình thường, những cái tóc của mình ấy, rất là nhiều anh em bình thường họ vẫn cắt được không có sao không có gì đặc biệt đó. Nhưng mà đối với mình cố gắng làm hết sức vui thôi, với lại là khi mà nó bị một cái vấn đề gì đó mà nó rủi ro trong cái vấn đề tóc xảy ra thì mình sẽ xử lý cho khách ngay và tuyệt đối luôn nha, không bao giờ lấy tiền quá ok. À anh chia cho em ngồi giữa 64 với 73 nhé. Giữa 64 với 73 đúng dạ không? Rồi giữa ok. Giữa 64 với 73 là lớn vô đây nha. Dạ để anh coi hợp không cái đã chứ.
coi hợp không đó mọi người. Nhiều khách hàng thích thì mình vẫn cố gắng để gì theo yêu cầu khách hàng thì càng tốt, nhưng mà tại vì sợ nó không đẹp, tại vì cái dạng 6473 á nó nằm đây nè, nhưng mà nếu mà cái dạng này uống mà anh rút rủ vậy á thì nó rất là đẹp. À nhưng mà nếu mà anh rút cổ điển á thì nó rất là kỳ. À vậy thế, nó rút cổ điển thì nó rất là kỳ. Nếu mà cổ điển thì anh nhích cái này ra một tí nha. Nhưng mà em sẽ giờ em sẽ cắt cho anh á là cái đường ngôi giữa 6473 này. Mình giải thích cho mọi người, 64 là đường ngôi nằm ở đầu hàng chân mày. 73 là giữa hàng chân mày, còn sao giữa 6473 là sẽ nằm ở giữa nè. Cái này cũng là một dạng đường ngôi tự nhiên. Nhưng á cái này là chỉ dành cho những cái kiểu tóc mà để nó cúp vô vậy nè, giống như là gọi là comb hair thì để khung này rất là đẹp, hoặc là để sai bát thả là tức là dạng xuống vậy nè, uống xong nó bẻ ra vậy nè, nó cũng rất là đẹp. Nhưng á mà nếu vuốt cổ điển nha, hoặc là vuốt bức đối xứng á, cổ điển là những cái dạng vuốt ngược lên bằng wax bằng pomade này kia, hoặc là bức đối xứng là một bên vuốt lên bên thả xuống á, thì nó rất là xấu. Tại vì cái phần này nó quá nhiều, khi mà khuyên này quá nhiều thì cái phần bên này thì nó lại bị ít lại, thì nó lại mất cái độ đẹp, nó khác nhau vậy thôi. Nên khi mà vuốt những cái dạng đó nó có sử dụng keo wax á, vuốt cổ điển á, thì anh lấn cái đường ngôi đây một tí nha. Nếu mà về vuốt tóc, tại vì cổ điển nó bắt buộc phải dùng keo wax rồi. Còn uống xong á là thả bổ luống nó vẫn đẹp, thả tự nhiên không keo không wax gì hết. Còn mà khi mà về vuốt cổ điển bắt buộc anh phải nhích cái đường ngôi này. Còn mà để cái này vẫn được nhưng nó không đẹp. Nha, nói trước nha. Rồi. Không gì. Cái ngôi của em sẽ tư vấn theo cái sở thích của khách hàng trước, nhưng mà mình phải hợp lý một tí xíu. Đấy, thì em nói nếu mà để cái dạng tự nhiên không vuốt quá thì thả như thế này nó vẫn rất là đẹp, không có sao gì cả. Đẹp nhích tới hay lui xíu nó không quan trọng, nhưng mà vuốt cổ điển bắt buộc anh phải lấy cái đường ngôi qua đây một tí. Cái phần này thất về thế này nha. Thì tại vì vuốt cổ điển thì nó có quát mà nên cũng không có gì để mà sợ hết. Đó là những cái ghi chú mà cho cái người, những cái người thợ mà mới á, những người thợ lâu năm thì chắc chắn cái kinh nghiệm họ có người có, người không, nhưng mà đa phần là những người thợ lâu năm họ phải có cái kiến thức như vậy sẵn rồi, hoặc là những anh em có thẩm mỹ thì họ sẽ tự nhìn ra mình nhìn như thế nào là đẹp, như thế nào là xấu thôi ha. Và cái video này là mình hướng dẫn cho những cái anh em cắt những cái dạng tóc sai bát căn bản, đối với mình gọi là căn bản, không có gì gọi là nâng cao hết nha mọi người, nó là căn bản. Theo mọi người hỏi là học cơ bản hoặc nâng cao nào khó hơn, đối bản thân mình học cơ bản nó sẽ khó hơn nâng cao rất rất nhiều. Nhiều anh em cứ nghĩ là nâng cao nó khó hơn nhưng không phải. Khi mà anh em biết những cái nền tảng cơ bản cắt khung đẹp rồi thì anh em học thêm nâng cao nó chỉ bổ sung thêm cái đường phay này, kỹ thuật cắt kéo cái đồ này kia thôi. Còn á là cái nền tảng căn bản, để căn bản là cắt tối ra một cái kiểu tóc không phải gọi là quá đẹp nhưng mà phải coi được tất cả những cái khung tóc nó coi được thì nó phải ra hết nha. Cameraman coi góc này giùm nha. Nè. Tóc nó đã có độ gợn, mọi người thấy không? Cắt đúng nè, không tạo kiểu, không vuốt keo, không vuốt wax gì hết. Cắt cho người mới bắt đầu mà. Cái video này mình sẽ chỉ cho mọi người, và lát cái video sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái uống của những cái dạng tóc này luôn. Mọi người nè, khi mà mọi người xịt cái nước lên nhẹ nè, người sẽ thấy cái chất tóc nè. Thậm chí là không như anh em nói, cái đó là do anh chải bằng vuốt bằng tay nên nhìn thấy cái sóng nó to như thế này. Bây giờ anh ngon anh chải bằng lược thử coi. Nếu mà các bạn cắt đúng nha. Nếu các bạn đúng, các bạn chải bằng tay hay bằng lược gì thì cái tóc nó vẫn có khung rõ ràng hết. Nè nhìn nha, chải bằng lược nha. Lược ở đây của mình dùng là lược nhuyễn luôn nè, thấy không? Nhưng mà mọi người nhìn nha. Nè mọi người nhìn nè. Rồi cameraman quay lại gần đây cho mọi người, anh chải lại cho các bạn coi nè. Đó, mọi người thấy cái tầng nó xếp lớp không? Đó, lớp là sao? Là cái sợi trên này nó cứ xếp lên trên này, càng xuống có nó có cái hiệu ứng tầng riêng của nó. Nè, mọi người thấy kỹ không? Đó, chứ không phải là cái chuyện mà vuốt tay thì nó mới có sóng, còn vuốt lược nó không có sóng đâu. Nếu mà các bạn cắt đúng thì vuốt lược, vuốt tay gì nó cũng phải có sóng hết, gọi là tầng. Còn có không có tầng là sao? Là những sợi trên này nè, nó dài từ trên này xuống dưới này luôn, nó dài bằng cái độ dài ấy. Mọi người thấy sợi trên này nó kéo tới, nó chỉ tới đây thôi nè, còn sợi dưới cùng nó sẽ cài xuống. Những cái sợi ở giữa thì nó sẽ xài dài xuống từ từ. Thấy không? Cái đó gọi là tầng. Và cái khung tóc này á, thường thường á, mọi người nên bắt lên một góc tầm 75 độ và tay kẹp xéo, bấm răng cưa nhé. Nếu không bấm răng cưa thì mọi người cứ cắt cũng được, dùng kéo tỉa. Hồi nãy là mình dùng kéo tỉa, mình tỉa cho những anh em đơn giản thì anh em cũng được. Còn mà nếu những anh em mà tay nghề tốt hơn thì mình nên dùng kéo tỉa bằng cái kéo cắt luôn, mình tỉa bằng kéo cắt luôn, thì nó sẽ đẹp hơn.
Đây là một cái dạng mái tóc bình thường dành cho người mới bắt đầu. Và bây giờ nhờ cameraman quay một vòng trước và sau đó mình sẽ uống cái mái tóc này và mọi người sẽ cùng coi cái sản phẩm cuối cùng của mái tóc này nhé. Vậy là mái tóc Saibat dành cho những bạn mới bắt đầu học nghề đã cắt, mình đã hoàn thành xong. Và mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Quốc Cường TV nhé. Và khóa học của WC Barber Academy sẽ được mở vào ngày mùng 8 Tết, tức là mùng 8 âm lịch qua năm á, nên bạn nào đã tìm hiểu về WC rồi thì ngày đó có thể tới đăng ký khóa học nhé. Chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Nhớ đăng ký để xem cái video thứ hai của khách hàng đẹp trai này nhé. Bye bye khán giả nha. Bye bye.